Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cây Lại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cây giống mới lạ nữa có mặt tại cửa hàng bên mình. Nói mới lạ thì cũng không phải, thì thực tế thì cây giống này đã xuất hiện trên thị trường rất là lâu rồi ha. Và đến hiện nay thì cái sức hút của nó vẫn chưa dừng lại, và giá trị kinh tế cao mà cái cây này mang lại không phải đến từ trái hay là cây kiểng, cây độc lạ, mà thay vào đó là thân cây, mình hay còn gọi là gỗ đó các bạn. Cây này dùng để bán gỗ nha các bạn. Càng lâu năm thì giá trị nó của nó càng cao. Và đó chính là cây sưa đỏ ha. Cây sưa đỏ chứ không phải cây sưa trắng nha các bạn. Vì giá trị của cây sưa đỏ cao hơn rất nhiều so với cây sưa trắng. Đây chúng ta cùng xem cái lá của nè. Lá của nó khá đặc trưng, rất dễ nhầm với cây sưa trắng nha các bạn. Nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách đơn giản nhất để phân biệt so với cây sưa trắng ha. Cây sưa đỏ thì cái lá nó như thế này ha, thon, hơi dài, đuôi nó nhọn ha. Và đặc biệt đây các bạn thấy hai lá nó là nó so le ha, hai lá so le chứ không phải đối xứng như cây sưa trắng. Tiếc là mình không có cây sưa trắng ở đây, nếu có mình sẽ đưa cho các bạn xem ha. Này lá nó so le như thế này, và từ khi trồng cho đến khoảng 10 năm, 15 năm là chúng ta có thể thu hoạch được cái thân của cây rồi đó các bạn. Nếu như chúng ta ươm lâu hơn nữa thì giá trị của nó sẽ tăng hơn rất nhiều nha. Này, đây là cái nơi mà mình trưng bày cái cây sưa đỏ nè các bạn. Thân các bạn thấy nó thon ha. Rồi để mình nhổ cây này lên xem sao. Cây rễ của nó như thế nào ha. Này, các bạn thấy đây, rễ của nó khá là nhiều ha. Cây này mà ra đất cái là nó bắt đất rất nhanh nha. Nếu các bạn muốn sở hữu cây giống như thế này thì liên hệ ngay ha, để sở hữu cây giống sớm nhất. Và các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.